Xin chào anh em mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng, rất vui khi được gặp lại anh em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và bên mình chuyên review phân phối những sản phẩm đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ như là Hublot, Rolex, Omega, Patek Philippe. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em hai chiếc đồng hồ Rolex mình vừa mới về và hai này của mình thì sẽ có được một chiếc lướt với tình trạng đầy đủ full hộp số thẻ, một chiếc new tất nhiên rồi cũng với đầy đủ full hộp số thẻ. Ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cả hai chiếc đồng hồ. Đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em có thể thấy tất cả mọi thứ về hai chiếc đồng hồ này. Với chiếc đồng hồ hàng lướt thì anh em sẽ có được một phiên bản đời mới đến từ thương hiệu Rolex, một em Rolex Oyster Perpetual. Em này của mình sẽ với chất liệu thân vỏ được làm bằng thép không gì toàn thân Còn với chiếc đồng hồ Rolex Datejust phía bên tay trái thì mình sẽ có được một em hàng new date cao nhất 2024 Với em hàng new này thì anh em sẽ có được chất liệu đề mi vàng trắng anh em nhé Nhìn sơ qua thì anh em có thể cảm nhận và anh em nghĩ rằng hai chiếc đồng hồ này đều được làm bằng thép không gì Nhưng với chiếc đồng hồ Rolex này thì mình sẽ có được cái niềng được làm bằng vàng trắng 18k Còn những vị trí còn lại mới được làm bằng thép không gì 904L Trước tiên thì mình sẽ đánh giá cho anh em chiếc đồng hồ Oyster Perpetual. Oyster Perpetual là một trong những dòng máy có thể nói đơn giản bậc nhất đến từ thương hiệu Rolex. Nó sẽ sử dụng thiết kế ba kim. Ở đây thì mình sẽ có được ba kim giờ phút giây cùng với cả những cọc số đều được làm bằng vàng, đính thêm cả dạ quang. Em này của mình sẽ có được mặt trắng bạc chải tia và với loại mặt này thì mình sẽ có được phần trụ kim là trung tâm. Khi anh em nghiêng ở những góc độ khác nhau thì anh em sẽ ra được những tia sáng khác nhau. Về phần thân vỏ thì hãng sẽ sử dụng chủ yếu là thiết kế đánh phay xước ở trên phần dây cũng như là phần càng Còn ở bên hông cũng như là phần niềng thì hãng sẽ sử dụng thiết kế đánh bóng Nó sẽ mang đến sự mạnh mẽ, khỏe khoắn dành cho người đeo ở trên đại của chiếc đồng hồ thì sẽ có đầy đủ những dòng chữ thông số như là Rolex này, Oyster Perpetual cũng như là Superlative Cholometer Official Certified thể hiện sai số chính xác của chiếc đồng hồ này sẽ cực kỳ là thấp, nhanh chậm không quá 2 giây một ngày ở phía đằng sau đấy thì mình sẽ có được một thiết kế đáy kín em này của mình là một em sử dụng bộ máy 3230 thì với bộ máy này anh em sẽ có được đó chính là 31 chân kính 70 giờ chữ cót và 28.800 tần số dao động bộ máy đời cao đến từ thương hiệu Solex mang đến sự ổn định tính chính xác dành cho người đeo ở đây thì mình sẽ còn có thêm đó chính là một bộ dây Oyster đi kèm nữa bộ dây này anh em sẽ thấy được hãng đều sử dụng thiết kế đánh phay xước và cuối cùng thì sẽ là một bộ khóa oyster giúp anh em giãn nở ra vào để anh em đeo vừa tay nhất có thể đeo ôm tay nhất có thể với thiết kế đồng hồ này thì mình sẽ có được một chiếc đồng hồ rất là đơn giản và sang trọng ở trên cổ tay anh em sẽ thấy được cái đế cho ta khỏi store vào 2022 anh em nhé vẫn còn bảo hành rất là lâu đến tận 2027 với chính sách bảo hành 5 năm đến từ thương hiệu Rolex bên mình thì cũng sẽ bảo hành shop cho anh em song song với thời gian bảo hành toàn cầu và chỉ với 175 triệu là anh em có thể sở hữu chiếc đồng hồ này được rồi Đây là chính là phiên bản mới ra mắt đến từ thương hiệu Rolex Bộ máy thì cũng là bộ máy mới 2020 thì hãng mới giới thiệu bộ máy 3230 này tại Base School Nếu như anh em muốn chơi một chiếc đồng hồ sang trọng hơn một chút Tinh tế hơn một chút và nổi bật hơn một chút Thì anh em có thể chơi cho mình chiếc đồng hồ này Em này của mình là một em dead với cái dead cao nhất rồi vào tháng 1 năm 2024 với cái đếp này thì anh em sẽ có được bảo hành đến tháng 1 năm 2029 với chính sách bảo hành 5 năm đến từ thương hiệu Solex em này của mình sẽ có được phần niềng được làm bằng vàng trắng còn phần dây phần thân phần khóa sẽ được làm bằng thép không dỉ 94L một loại thép cũng như nói là gần như là chỉ có Solex sử dụng ở trong những dòng máy đồng hồ cao cấp của mình thôi Niềng khía thì nó sẽ tạo ra được sự phản sáng, bắt sáng rất là tốt. Cái hợp với đó sẽ là những cọc số kim cương cực kỳ sang trọng. Và mặt xa cơ ở trên chiếc đồng hồ này thì cũng là một loại mặt rất là cao cấp khi mà nó luôn có giá trị cao hơn những loại mặt khác từ 50 cho đến 80 triệu mặt xa cơ anh em sẽ thấy được những đường vân nổi vân chìm với bảy sắc cầu vồng với những rất là nhiều ánh vân khác nhau mặt kính thì sẽ là sapphire nguyên khối chống xước rồi với phần góc 3 giờ là phần cyclope dán đè lên trên phần mặt kính giúp phóng đại phần ô lịch rất là nhiều về phần bộ máy thì em này của mình cũng sẽ là bộ máy đời máy mới nhất đến từ thương hiệu Rolex bộ máy 3235 và cũng với 31 chân kính, 70 giờ chữ cót cùng với cả 28.800 tần số động, bộ máy này thì sẽ mang đến sự ổn định, tính chính xác dành cho người đeo. Tiếp theo nữa thì sẽ là một bộ khóa, bộ khóa Oyster giúp giãn nở ra vào, giúp cho anh em đeo vừa tay nhất có thể, đeo ôm tay nhất có thể. Với chiếc đồng hồ này, đây sẽ là một trong những thiết kế cao cấp bậc nhất thuộc đời máy 126234. Em này của mình hiện tại mình đang giao lưu với mức giá 385 triệu và anh em có thể thấy được hai chiếc đồng hồ này phân khúc nó sẽ hơi chênh nhau một chút. Chiếc này có mức giá cao gần gấp đôi chiếc đồng hồ này. Tuy nhiên nếu như anh em muốn một chiếc đồng hồ sang trọng và đơn giản thì anh em hãy chơi cho mình chiếc đồng hồ này. Còn tất nhiên rồi, phiên bản này thì nó sẽ hội tụ rất là nhiều những thứ mà anh em muốn thấy ở một chiếc đồng hồ Select. Chiếc đồng hồ Decert mình đang giao lưu 385, chiếc đồng hồ Oyster Perpetual mình đang giao lưu 175. Anh em nào mà quan tâm về một trong hai thiết kế đồng hồ này, anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận giao lưu được các tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì, anh em cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình. Cảm ơn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào quý anh chị em.